Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Bây giờ nó là gần 1 giờ kém rồi. Thế thôi, quả này nó quá đi ngủ thật. Tại vì hôm mai còn phải đưa con đi thi, sợ không có thời gian lên sóng. Đấy, thế trước khi đi ngủ thì cũng lên sóng tiếp. Trước tiên là do công việc mai đưa con đi thi. Cái thứ hai là cái này là các khách ở Bình Định cũng như rất nhiều bác là yêu cầu gỡ bỏ chiếc bì của game booster này cho các bác xem nội thất bên trong. Thì mình tranh thôi thì cố gắng lên sóng để phục vụ mọi người. Mọi người yêu quý mình thì mình không có lý gì mình không đáp lại những cái tấm thịnh tình của mọi người. Thế nhưng mà do cái năng lực nó còn hạn hẹp, khả năng thì nó vẫn còn hạn chế. Thế thì mong mọi người là hết sức thông cảm cho mình nhé. Bây giờ mình đi vào chi tiết. Omni Pattern Audio PA 369 hay là mã. Con này nó phải nặng tầm 13-14 cân ấy. Rất nặng. 15 cân đổ về. Rất nặng nha. Đây. Nhìn cái nhôm của hàng chuẩn như thế. Đấy. Tiếp tục. Pattern Audio. Cái này là ngả màu nó bụi nhá. Đây, bụi ở khu công nghiệp nó rất bụi mọi người ạ. Đấy. Đấy, được cái công văn việc làm thì lại ảnh hưởng của cái không khí. Rồi thôi, nhưng mà thấy đằng nào mà chả gì. Đây nó chỉ là quậy tạm, có phải không ạ? Đấy, nói chung là chữ Tây thì nó không biết được nhá. Đấy. 8 ohm. Đấy. Min là 4 ohm này, ghi rõ này. Đấy, trở kháng min là 4 ohm, max 8 ohm là lớn nhất nhá. Đấy. Về vào nội thất luôn nhá. Vào nội thất nó dùng 8 con MOSFET. Đây. Đấy, MOSFET thì bao giờ nó chỉ bé này đây. Nguyên zin. Không có sửa chữa gì đâu. Cái con điện trở này nó giống như con điện trở của Omni Pioneer Nhật ngày xưa. Những con âm ly mà nó ra đời vào năm 1975 nhà là nó hay dùng cái con điện trở như thế. Cái con âm ly này nó lại trang bị mỗi hai cái con điện trở đấy nha. Kể nó mà trang bị hết tất cả những cái con điện trở như cái con điện trở đấy. Đấy thì mà mình lại phải cố tìm ra cái chỗ margin ra bàn để quay cho mọi người, nhưng mà không thấy. Nó chỉ dùng mỗi hai con này đấy. Biến áp này, biến áp này bắt tiệm đây. Khó nhìn có đúng không? Đấy. Nói chung là những cái viên áp mà gọi là thương hiệu nó có tên tuổi. Còn cái này là chống nhiễu nhá. Tên tuổi thì nó mới dám viết chữ về của cái viên áp của mấy cái anh thợ. Anh ấy tưởng anh ấy tay nghề cao, anh cứ bị bừa cái phứa vào, nhưng không phải. Con viên áp này có chạy cả ngày không nóng, hơi thôi nhá. Nghĩa là không nóng thì không đúng. Đấy. Chassis rất mới, còn ngon chứ không phải rất mới nha. Tại vì nó là hàng cũ rồi. Thế nhưng thực tế ra thì cũng người mới te, đúng không ạ? Đấy. Con này nó trục trặc cái phần giờ le này nhá. Nó trục trặc cái phần giờ le này mình cũng không đào bới nữa. Mình đi ngay cho nó cái con mạch mới vào đây ha. Để mạch giờ le bảo vệ loa ha. Đã chạy, đã test cẩn thận nhá. Con này là phát hiện mọi người trước là mình để mình chơi ấy nhá. Trước để mình chơi. Đây, mình trang bị cái con Echo M50195, nhưng mà bo này lấy ở bo xịn ra đấy. Đây này. Đây gì chưa? Đấy, M50195 nhá. Nhưng mà vấn đề là M50195 voi xịn nhá. Voi của nhà máy nó làm nó đi theo máy đấy. Chứ không gì đâu. Chứ không phải là voi cấy độ, voi vớ vẩn chợ linh tinh nhá. Còn mạch mic này, Jaguar này. Đấy, mạch dưới là Jaguar này. Đấy, mạch âm music này. Đấy, mạch music này cũng Jaguar này. Nhá. Đấy, đậy Jaguar này. Đấy.
không có like gì cả, chị không có like cái này nhá, cái này thì mình ngại sửa nhá, ngại sửa thì nó lâu thì mắc luôn con này vào đây đấy. Ai chấp nhận được thì thôi chấp nhận, mà không chấp nhận được thì ví dụ yêu cầu bảo mình sửa lại cái này nhá, để gọi là cho em về bên thăm lại bến đò xưa đấy, nghe nhở đấy. Thế thì quay về kỷ niệm lúc còn học sinh đúng không đấy, mình vẫn khắc phục ở cái chỗ này bình thường nhá, như cân đường hộp sữa không có cái vấn đề gì to tát và ghê gớm cả. Tức là bỏ cái này ra để khắc phục cái giờ leo ở dưới này nhá. Thế nhưng đấy là làm theo thư yêu cầu đấy, thế còn như mình thì mình không làm nhá, mình cảm thấy nó là nó lâu à, để mình cứ phải kỳ con này vào đây đấy. Ngon bổ rẻ đấy. Con này nếu như mà nói thì lại mọi người lại bảo mình chém gió nhá, về chất âm, về chất âm tức là khi nghe nhạc và khi hát nhá. Đấy, mọi người cứ coi như thế là tham khảo ở trên mạng ấy thì sẽ biết về chất âm của em nó. Chứ còn về thực tế nhá, thực tế nếu ai mà đánh giá thấp chất âm của cái con này nghe cũng như hát thì mọi người cho mình xin cái số điện thoại nhá, để gọi là mình đến mình gọi là bắt nhà nuôi được gà, mà con gà cầm chai rượu nữa đến là bái sư nha, tôn sư phụ, giống như kiểu cái thế cờ là pháo đầu xuất tướng xe đâm sọc ấy, đố ai mà đỡ được thì tôi xin học ấy. Đấy. Đấy, những người mà giải được cái thế cờ đấy thì quả là đúng là thiên hạ vô song à, hay là độc nhất vô nhị đấy nha. Đấy, những người mà nói rằng cái chất âm của con âm ly này nghe và hát nó không ra gì à, thí dụ vậy thì hãy gì, hãy cho mình biết cái số điện thoại của những người như vậy nhá. Thôi thì lật lóe quá nhỉ, xin cảm ơn tất cả mọi người nhé. Có một cái mong muốn nho nhỏ thôi à, là mọi người hãy chia sẻ cái kênh YouTube của mình nhá, cho người thân bạn bè à, chứ không gì, để cho mọi người cùng nhau nhá, cùng nhau mua sắm những cái sản phẩm tốt chất lượng về để cùng nhau hưởng cái thanh bình của nước Việt ta nhá, cùng nhau ca hát. Rồi thì xin cảm ơn tất cả mọi người, xin phép dừng clip ở đây nhá. Qua này là lần này đi ngủ thật đấy, không có đùa đâu, mắt cái dư huyết cờ rồi. Thế nhưng mà còn cái bác khách ở Bình Định này, bác chót nói với bác rồi không quay chợ đợi lâu quá thì bác ấy lại buồn này, thì em phải cố gắng để quay để cho bác ấy cũng như mọi người xem thôi. Thế xin phép dừng clip nhé, chúc mọi người chả chúc thì cũng ngủ ngon đúng không đấy, nhưng mà ý là muốn chúc con cái giấc mơ đẹp và giấc mơ rồi gặp người yêu cũ chẳng hạn nhờ, gặp người yêu cũ như là cái thủa coi như thế là bồng bột, hãy còn dại dột mà trao thân cho người ấy đúng không ạ. Đôi khi lúc em đấy, bản thân mình ấy là như em, nhiều lúc em cũng nghĩ lại như lại cái thủa mà mình dại dột mình trao thân cho người ta, cứ cười khạch cứ như ma làm ấy. Thôi thế quả này dừng thật nhá, chào các bác, merci, see you again.